lao của dàn sao Dữ Phương Hành liệu có xứng? Dữ Phương Hành được đầu tư khủng nha, từ bối cảnh đến kỹ xảo, và thật thiếu sót khi mà bỏ qua dàn diễn viên trong phim. Nhiều người tin rằng phim xịn cỡ này thì thù lao của diễn viên phải đỉnh cỡ nào ta? Tuy nhiên, sự thật có được như vậy? Vào thời điểm Dữ Phương Hành đang quấy đảo khắp trang Sohu và gây chú ý khi đưa tin về mức thù lao của dàn sao trong phim bao gồm cả Triệu Lệ Dĩnh. Đúng chỗ ngứa rồi đây, bởi với những gì mà đang diễn ra thì mức cát-xê của dàn diễn viên Dữ Phương Hành chính là chủ đề được đông đảo công chúng quan tâm và bàn luận suốt những ngày qua. Theo trang Sohu đưa tin thì khoảng cát-xê mà Triệu Lệ Dĩnh được trả là 20 triệu nhân dân tệ, tức là hơn 70 tỷ đồng. Nghe tin thì nhiều khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác tới bật ngửa luôn, bởi cái giá này có vẻ ít hơn so với những gì mà Triệu Lệ Dĩnh mang lại cho phim. Vì sao lại nói như vậy? Bởi Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Trung. Cô vừa là nữ chính lại còn phụ trách vai trò giám chế của phim. Với vai trò nữ chính, thời lượng lên sóng của Triệu Lệ Dĩnh nhiều nhất đoàn phim. Còn với giám chế cho Dữ Phương Hành thì mỹ nhân cũng phải dùng nhiều neuron thần kinh hơn để mà làm việc rồi tính toán nè. Vì vậy mà netizen nhận định ít nhất là thù lao mà nàng hoa đáng 85 nhận được cũng phải là 40-70 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng từ 140-175 tỷ đồng. Còn với Lâm Canh Tân thì sao ta? Theo chia sẻ từ Sohu thì được biết mức cát-xê của anh là 12 triệu nhân dân tệ, tức là hơn 42 tỷ đồng. Mặc dù xét về tần suất lên hình so với Triệu Lệ Dĩnh không có nhiều sự khác biệt, nhưng mà vài năm qua địa vị của nam diễn viên cũng đã thay đổi nên khoản thù lao này được cho là thỏa đáng và hợp lý. Chưa kể vai diễn và trạng thái của Lâm Canh Tân đang nhận về ý kiến trái chiều trên mạng, dân tình cho rằng ngoại hình và cách diễn của anh không có hợp với vai nam chính Hành Chỉ. Ngoài hai nhân vật chính thì các diễn viên khác trong phim như Tăng Lê vai Linh Tôn Thẩm Mộc Nguyệt hay Tân vai Lai thủ vai là Mặc Vương, tiền cát-xê dù không có được tiết lộ cụ thể, song trang Sohu cho biết cả hai nhận được mức thù lao tương đối hợp lý. Đáng nói nha, người được trả cát-xê cao thứ ba trong đoàn tới 8 triệu, tức là hơn 28 tỷ, ngay cả khi những tập đầu Dữ Phương Hành thậm chí là còn chưa xuất hiện chính là Lạc Mục Dương Tử. Vai diễn cho ngôi sao này đảm nhận là một đại mỹ nhân. Tuy nhiên, ngoại hình của cô nàng và ba chữ đại mỹ nhân được cho là hoàn toàn không có liên quan tới nhau. Cư dân mạng cũng đã từng tranh cãi một khoảng thời gian dài, đến giờ thì dân tình vẫn đang tự hỏi Lạc Mục Dương Tử sẽ mang tới màu sắc gì cho Dữ Phương Hành mà lại được trả mức lương hậu hĩnh như vậy. Hiện thì Dữ Phương Hành vẫn đang tiếp tục lên sóng trong hai nền tảng phim online là Tencent và Mango TV, cũng như là trên đài truyền hình Hồ Nam, và vẫn đang nhận về vô số sự quan tâm từ cư dân mạng. Điểm qua một chút về nội dung chính của phim ha, thì những ai coi phim thì càng yêu phim hơn, mà ai chưa coi thì nên coi nè. Tức là thần từ thời thượng cổ vốn dĩ chẳng còn ai, trên thế gian chỉ còn lại một vị thần quân cuối cùng, chính là Hành Chỉ do Lâm Canh Tân thủ vai. Thiên hạ thời bấy giờ đồn đại rằng vị thần quân này mấy vạn năm qua sống một mình ở thiên ngoại thiên, không có tình cảm cũng không có mong cầu. Từ sau trận chiến tiên ma, Hành Chỉ lấy sức mình ngăn cơn sóng dữ, từ đó trở đi thì đã ở ẩn không tiếp xúc với ai. Nhiều trăm năm trôi qua thì ma giới nữ vương Ngậm Châu Ngọc sinh ra Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận. Vừa tròn sinh nhật ngàn tuổi thì bị một cuộc hôn nhân chính trị trói buộc, nàng bèn bỏ trốn. Trên đường đi, Thẩm Ly bị tác động vật lý trở về nguyên thân Phượng Hoàng, rơi xuống nhân gian, bị trọng thương hôn mê. Người bán hàng rong dưới nhân gian coi nàng như con gà béo. Lúc tỉnh lại thấy tình cảnh của bản thân, nàng vừa tức giận vừa bất lực, không có cách nào. Lúc này thì một nam tử bạch y thanh tú đi ngang qua đã mua nàng về nhà, để rồi vận mệnh của cả hai cùng thay đổi. Lên sóng vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, chỉ sau 16 phút chiếu đầu tiên, Dữ Phương Hành đã phá mốc nhiệt 23.000 tới phút thứ 26. Phim tiếp tục phá mốc 25.000 điểm nhiệt. Như vậy có thể thấy chưa đầy 30 phút lên sóng, bộ phim tiếp tục lập kỷ lục là bộ phim phá mốc 25.000 điểm nhanh nhất trên nền tảng Tencent Video, và điểm nhiệt liên tục tăng mạnh sau đó. Không chỉ dừng lại ở nền tảng Tencent Video, phim còn ghi nhận rating ấn tượng với Real Time phá 0.75 và rating trung bình tập 1 trên đài Hồ Nam là 0.64%. Bên cạnh đó, các chủ đề thảo luận xoay quanh phim khi lên sóng cùng diễn xuất của các diễn viên cũng gây bùng nổ mạng xã hội luôn. Từ khóa Dữ Phương Hành leo thẳng tới một hot search trong đêm, hàng loạt từ khóa khác liên quan đến phim, kênh phát sóng của phim cũng leo những top đầu danh sách từ khóa hot. Đặc biệt, từ khóa kỹ xảo phim Dữ Phương Hành được khán giả tìm kiếm không ngừng. Qua đó có thể thấy rằng rất nhiều cư dân mạng dành lời khen cho phần kỹ xảo. Và cả bối cảnh phim, họ thậm chí là còn cho rằng đã lâu mới có một bộ phim cổ trang Trung Quốc xử lý phần kỹ xảo tốt như vậy. Còn bây giờ thì mời bạn nếu cảm nhận khi xem phim để Ibis được biết với nha.